Kính chào và kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự đầu giờ của truyền hình Thông tấn. Thưa quý vị, hôm nay 30 tháng 3, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương đã diễn ra hội nghị tổng kết thực hiện Giao ước thi đua năm 2022, ký kết Giao ước thi đua năm 2023 của Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ bao gồm 7 tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Thuận, Ninh Thuận. Năm 2022, kinh tế của các tỉnh trong cụm tiếp tục có bước tăng trưởng khá, thu ngân sách địa phương của 7 tỉnh đạt trên 280.000 tỷ đồng, vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện đạt xấp xỉ là 450.000 tỷ đồng. Thị trường xuất khẩu duy trì ở mức cao với kim ngạch đạt 78 tỷ đô la Mỹ, thu hút vốn đầu tư trong nước đạt trên 194.000 tỷ đồng, thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 6 tỷ đô la Mỹ. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được ưu tiên quan tâm thực hiện, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Phát biểu tại hội nghị thì Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân lưu ý các tỉnh tiếp tục kiến nghị bằng văn bản với Trung ương để hoàn thiện thể chế, tháo gỡ bất cập khó khăn trong công tác thi đua khen thưởng. Đồng thời, tổ chức các phong trào thi đua khen thưởng phải thực chất, tôn vinh những tấm gương, mô hình tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo, đưa thi đua khen thưởng trở thành nét đẹp văn hóa của nhân dân. Phó Chủ tịch nước mong muốn các tỉnh tiếp tục phối hợp, liên kết vùng để hỗ trợ nhau cùng phát triển, xem công tác thi đua yêu nước trở thành động lực phát triển kinh tế xã hội của vùng, của đất nước. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo 7 tỉnh trong cụm đã ký cam kết giao ước thi đua năm 2023, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh với phương châm đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời, hiệu quả. Chiều nay, khối thi đua Bộ ngành Nội chính Trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2022, năm 2023, khối thi đua ngành của Bộ ngành Nội chính Trung ương tập trung tham mưu thể chế hóa những định hướng chính sách lớn, then chốt trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng, các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng bộ, ban ngành được giao. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, luật thi đua khen thưởng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ở từng bộ, ngành trong khối để tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, đặc biệt là các phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở, chú trọng phát triển bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, thực hiện công tác khen thưởng chính xác, công khai, minh bạch và đúng quy định. Tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk hôm nay cũng đã diễn ra hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2022, ký giao ước thi đua năm 2023 của Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên Hải miền Trung. Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên Hải miền Trung gồm 10 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế của các tỉnh đều cao hơn so với năm 2021, nổi bật là tỉnh Khánh Hòa tăng 22,1%. Lâm Đồng tăng hơn 12%, Quảng Nam tăng hơn 11%. Năm 2023, Cụm cam kết giao ước thi đua tăng cường công tác quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng, nâng cao vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền và hội đồng thi đua khen thưởng các cấp, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, trọng tâm là các phong trào thi đua cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, vì người nghèo không ai bị bỏ lại phía sau. Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở, đẩy mạnh phát triển cơ cấu hạ tầng, đồng bộ hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cùng tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào do địa phương phát động, gắn với thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội năm 2023. Hội nghị thống nhất đề nghị Chính phủ tặng cờ thi đua cho hai tỉnh Bình Định và Đắk Nông vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022. Trong hai ngày 29 và 30 tháng 3, thì siêu tàu container MV OOCL SPAIN đã cập cảng Gemalink, cụm cảng Cái Mép Thị Vải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu an toàn, hoàn thành quá trình xếp dỡ hàng hóa của siêu tàu. Xuất bến hành trình đến Singapore. Đây là một trong những siêu tàu lớn nhất thế giới và tàu container lớn nhất từ trước đến nay cập hệ thống cảng Việt Nam, được xuất xưởng vào 16 tháng 2 năm 2023. Đây là chuyến hành trình đầu tiên của tàu MV OOCL SPAIN trong tuyến châu Á Bắc Âu Lop 3 với sức chở lên đến 24.188 TEUs, container tiêu chuẩn loại 20 feet, tổng chiều dài gần 400 m và rộng 61,3 m, cao tương đương tòa nhà 22 tầng khi chất đầy hàng và có diện tích bong rộng gấp 3,5 lần sân bóng đá tiêu chuẩn. Cùng với mớm nước tàu âm vào 15 m và mớm nước tàu âm 15,5 m, MV OOCL SPAIN được xếp hạng là một trong những siêu tàu container lớn nhất thế giới có sức chở theo TEUs, được Cục Vận chuyển Hoa Kỳ ABS trao tặng chứng nhận tàu thông minh Smart Ship, thân thiện với môi trường. Qua thống kê thì siêu tàu này là tàu container lớn nhất từ trước đến nay cập hệ thống cảng Việt Nam, với độ sâu khu nước trước bến âm là 16,5 m. Cảng nước sâu Gemalink là một trong những cảng biển có mớm nước sâu nhất Việt Nam, là một trong số ít các cảng biển trên thế giới có sức thu hút mạnh mẽ với các hãng tàu, đặc biệt là các hãng tàu khai thác tàu mẹ trọng tải lên đến 250.000 DVKT. Với mục đích là đặt nền tảng thay đổi bộ mặt đô thị, từ năm 2021 thì thành phố Đà Nẵng đã có chủ trương mở rộng các kiệt hẻm đường nhỏ thành đường rộng trên 5 mét. Chủ trương này đã được các quận quyết liệt triển khai đồng loạt dưới sự ủng hộ rất lớn của người dân. Nhờ vậy mà hàng loạt kiệt hẻm nhỏ đã được mở rộng, phần nào thay đổi bộ mặt đô thị và mang lại lợi ích cho nhân dân. Đây là một trong những con đường được mở rộng từ một kiệt hẻm rộng khoảng 3 mét. Theo những người dân sinh sống ở đây thì trước đây đường rất nhỏ, giao thông đi lại thường xuyên bị ùn tắc. Tuy nhiên, từ khi mở rộng lòng đường lên 5,5 mét, cả khu phố này thay đổi hẳn, khang trang hơn và giao thông đi lại thuận tiện hơn. Bây giờ làm như thế này thì thứ nhất là lưu thông thuận tiện này, rồi là đường phố nó quang đãng. Vậy là người dân ở đây khi mà làm con đường này là người dân ở đây là rất hưởng ứng, rất thích. Hồi ra đây là đường 3,5 m nhưng mà bây giờ nó mở ra thông thoáng, vẫn sạch sẽ. Thấy như vậy và dân vừa lòng của chủ trương, của chính sách của thành phố. Còn tại một tuyến đường khác không chỉ được mở rộng, các hạ tầng kỹ thuật khác như cáp điện, cáp viễn thông còn được hạ ngầm. Tuyến đường giờ đây không còn tình trạng dày nhợ chằng chịt gây mất mỹ quan đô thị. Việc mở rộng đường kết hợp hạ ngầm sẽ từng bước cải tạo, nâng cấp các hạ tầng kỹ thuật vốn đã quá tải, không còn phù hợp với sự phát triển của lõi đô thị trung tâm thành phố. Nâng cấp các hạ tầng cơ sở, hạ tầng kỹ thuật, mà đầu tiên là hệ thống đường thì nó sẽ là một cái tiền đề để mà chúng ta là tiến hành được một loạt các cái vấn đề khác về hạ tầng kỹ thuật, thì qua đó nó sẽ cung ứng những cái dịch vụ mà tiện ích cho cái người dân trong đô thị, và dĩ nhiên là nó sẽ đem lại một diện mạo mới cho khu vực lõi đô thị. Mở rộng kiệt hẻm, đường nhỏ lên đường lớn là chủ trương của thành phố Đà Nẵng đang được triển khai tại một số quận trên địa bàn. Trên cơ sở các tuyến đường đã được mở rộng trước đây, thành phố Đà Nẵng sẽ rút kinh nghiệm để triển khai đối với các tuyến đường có vỉa hè không đủ 2 mét, trong đó yêu cầu đảm bảo hiệu quả sử dụng vỉa hè, phòng chống cháy nổ khu dân cư và mỹ quan đô thị thì phải ưu tiên ngầm hóa hạ tầng. Từ cái thực tiễn này mình rút ra cái kinh nghiệm ngầm hóa các cái hệ thống cáp thông tin để hướng tới mình phải làm sẵn cái hạ tầng cho cái việc ngầm hóa cả đường điện đấy. Theo thống kê, hiện Đà Nẵng đã có 25 trên tổng số 97 kiệt hẻm đường nhỏ được triển khai hoàn thành mở rộng. Thời gian đến, thành phố sẽ tiếp tục thi công mở rộng 39 tuyến khác đã đủ điều kiện thi công, từng bước đặt nền tảng thay đổi bộ mặt đô thị. Đây cũng là mục tiêu mà Bộ Chính trị đặt ra cho Đà Nẵng đến năm 2045, đó là trở thành thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực châu Á. Bao bì, vỏ chai, thuốc bảo vệ thực vật là một trong những loại rác thải nguy hại cần được xử lý đúng quy định. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương tại tỉnh Nam Định thì nông dân vẫn chủ quan vứt bừa bãi các loại bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngay tại đồng ruộng và kênh mương, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu là rác thải độc hại, nhưng lại đang xuất hiện trên khắp các cánh đồng của tỉnh Nam Định. Tình trạng nông dân sau khi sử dụng xong các loại thuốc bảo vệ thực vật, rồi tiện đâu vứt đấy tại các chân ruộng, kênh mương và đường giao thông nội đồng đang gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước. Họ vứt linh tinh đã đầy ruộng, đầy bờ. Đấy, đây mới đi tới đây, ngoài kia cũng thấy đây. Những cái ống, những cái lọ thuốc sâu ấy. Như vậy sẽ có ô nhiễm môi trường không? Chả vậy, chả ô nhiễm môi trường. Chân tay rồi người đi làm về nước nôi rửa hại lắm. Thuốc ốc, thuốc kia sợ cực. Thuốc ốc rồi thuốc trừ sâu, nó ô nhiễm ra, nó chảy ra sông này này. Cứ trừ sâu chỗ nào lại vứt chỗ ấy, không để vứt xuống mương. Cứ trừ sâu chỗ nào lại vứt chỗ ấy. Trung bình mỗi năm, nông dân tỉnh Nam Định sử dụng trên 600 tấn thuốc bảo vệ thực vật để bảo vệ mùa màng, và lượng bao bì thải ra môi trường tương đương khoảng 100 tấn. Để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, tỉnh Nam Định đã xây dựng khoảng 22.000 bể chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đặt tại các cánh đồng. Từ khi có mô hình này, lượng rác thải trên đồng ruộng đã giảm hẳn. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng người dân vứt bỏ bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi. Chúng ta phải sử dụng thuốc theo cái nguyên tắc 4 đúng, đúng thuốc, đúng cách, đúng nồng độ, liều lượng, và để chúng ta giảm được cái lượng thuốc chúng ta đã sử dụng, cũng như là giảm lượng thuốc sử dụng thì sẽ giảm được cái lượng bao bì cũng như là cái lượng mà còn tồn dư ở ngoài môi trường. Và thứ hai nữa thì bà con phải nghiêm chỉnh chấp hành cái việc mà thu gom cái bao bì sau khi mà chúng ta đã sử dụng. Vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật là rác thải độc hại, nếu không được thu gom, xử lý đúng cách thì lượng thuốc tồn dư sẽ tích lũy dần trong đất, lâu ngày ngấm vào mạch nước ngầm, gây ô nhiễm nguồn nước, làm ảnh hưởng trực tiếp đến các loài động vật trong môi trường nước và gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Cùng với sự nỗ lực của ngành chức năng, người dân cũng cần tuân thủ việc thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật để chung tay bảo vệ môi trường. Chuyển sang phần tin quốc tế. Thụy Sĩ nổi tiếng thế giới về mặt hàng đồng hồ. Nơi đây đã từng cho ra đời những chiếc đồng hồ lừng danh thế giới với giá đắt đỏ khó tưởng tượng được. Và ngay cả trong thời kỳ lạm phát và khủng hoảng hiện nay thì ngành công nghiệp chế tạo đồng hồ tại Thụy Sĩ vẫn phát triển mạnh. Tại triển lãm đồng hồ sắp diễn ra tại Geneva thì những chiếc đồng hồ có giá lên tới 4 triệu đô la Mỹ đã sẵn sàng để ra mắt công chúng. Những màn hình hào nhoáng và những chiếc đồng hồ đắt tiền, cảm giác mà triển lãm đồng hồ Watch and Wonders ở Geneva mang lại cho người tham quan tương phản rõ rệt với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đang ảnh hưởng đến hầu hết thế giới. Một trong những chiếc đồng hồ đắt tiền tại hội chợ là chiếc Patek Philippe 6003 403G Grandmaster Chimelhauser Drive Equi với giá bán lẻ đề xuất lên tới 3,84 triệu franc Thụy Sĩ, tương đương 4,21 triệu đô la Mỹ. Lạm phát hay khủng hoảng kinh tế, đó là tất cả những gì bạn nghe thấy trên các phương tiện truyền thông. Trên thực tế, ngành công nghiệp đồng hồ đang hoạt động rất tốt. Chúng tôi vừa ghi nhận một năm doanh thu kỷ lục và 2 tháng đầu tiên năm nay cũng rất tích cực. Theo Liên đoàn Công nghiệp Đồng hồ Thụy Sĩ, xuất khẩu đồng hồ của nước này tăng hơn 11% trong năm ngoái, đạt gần 27 tỷ đô la Mỹ. Thật kinh ngạc khi mọi người vẫn theo đuổi đam mê trong cuộc sống của họ. Một số người coi đồng hồ như một khoản đầu tư, và chắc chắn đó là món đồ mà các nhà sưu tập có thể để lại cho các thế hệ sau. Watches and Wonders sẽ mở cửa cho công chúng trong 2 ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 4, với dự kiến đón 30.000 lượt khách tham quan. Trong thời buổi Internet phát triển thì dường như là mọi hoạt động của con người đều gắn với các thiết bị điện tử, từ công việc cho đến cả các hoạt động giải trí như là xem phim, nghe nhạc. Nhiều ý kiến cho rằng là điều này phần nào đã khiến văn hóa đọc đang dần mai một, đặc biệt là ở giới trẻ. Chính vì vậy và với mong muốn là khơi lại văn hóa đọc, chủ một quán cà phê ở Dải Gaza mới đây đã triển khai sáng kiến cho thực khách đọc sách miễn phí khi vào quán. Quán cà phê này được xây dựng ở thành phố Duyên Hải De Anbala. Ngoài việc phục vụ các loại thức uống địa phương, nơi đây còn có thêm một thư viện nhỏ, cung cấp nhiều đầu sách cho thực khách tự do lựa chọn. Dù có chút khiêm tốn về diện tích, nhưng ấn tượng đầu tiên với khách hàng đến đây là những chồng sách đa dạng về thể loại và chúng hoàn toàn miễn phí. Anh Momentoman đã mở cơ sở kinh doanh đặc biệt này nhằm khuyến khích mọi người đọc sách để bổ sung kiến thức, nuôi dưỡng tâm hồn. Theo nhiều người, với không gian thoáng đãng bên bờ Địa Trung Hải, cùng những cuốn sách đã được chọn lọc, quán cà phê này là nơi lý tưởng để họ đến thư giãn hoặc cai nghiện thiết bị kỹ thuật số. Momentoman chia sẻ rằng nhiều khách hàng đã bày tỏ sự ủng hộ bằng cách tặng thêm sách cho thư viện của anh. Một triển lãm tranh của 10 họa sĩ đương đại Việt Nam vừa được khai trương ở Mayfair, một trong những trung tâm giải trí và mua sắm hàng đầu ở London, Vương quốc Anh. Hoạt động này trong khuôn khổ chương trình Những ngày Việt Nam tại Anh nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Vương quốc Anh. Những tác phẩm được thể hiện trên chất liệu sơn mài, sơn dầu, màu nước và lụa của 10 họa sĩ là những tên tuổi của hội họa đương đại Việt Nam. Các tác phẩm khắc họa nét đẹp của cuộc sống thường ngày, phong cảnh thiên nhiên của Việt Nam, tình yêu con người và cuộc sống. tất cả các tác phẩm của các họa sĩ, 6 họa sĩ cùng vẽ trong dịp này thì là muốn gửi một cái thông điệp rất là gần gũi với những cái người sống tại London, là người bản địa ra thì còn có một cái cộng đồng của người Việt của mình là sống tại London, cũng là một cái cầu nối rất hay. Và nhân cái đà các cái tác phẩm bức tranh này thì cũng muốn nói lên vấn đề là con người Việt Nam ở khắp nơi, ở trong nước hay ở ngoài nước thì tất cả các hình ảnh của họ vẫn đẹp, vẫn giống nhau, và mọi người vẫn như là một cái cầu nối dẫn dắt giữa văn hóa hai vùng miền với nhau để đến với nhau thông qua các cái tác phẩm nghệ thuật. Đặt tên cho triển lãm là Sắc màu quê hương, các tác giả mong muốn giới thiệu tới công chúng nước Anh hình ảnh một đất nước Việt Nam trẻ, năng động, hiện đại và phát triển. Tôi rất ấn tượng với triển lãm, các bức tranh mang đến cảm giác tươi mới với màu sắc được lựa chọn kỹ càng. Triển lãm giúp tôi biết thêm về nền nghệ thuật Việt Nam, vốn rất mới mẻ với tôi. Tham dự triển lãm, Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Hoàng Long cho biết, trao đổi văn hóa là cách hấp dẫn và gần gũi để kết nối hai nước, hai dân tộc. Ông cũng bày tỏ mong muốn triển lãm sẽ là một cầu nối văn hóa, kết nối những người yêu nghệ thuật của Việt Nam và Vương quốc Anh. Sắc màu quê hương là triển lãm tranh Việt Nam lần thứ 2 tại London và kéo dài tới ngày 7 tháng 4 tới. Việt Nam là một trong những quốc gia xuất khẩu cà phê Robusta hàng đầu thế giới. Mới đây thì hãng tin AFP đã thực hiện một phóng sự phản ánh nỗ lực lan tỏa hương vị cà phê Robusta của một nhóm nông dân Việt Nam trong bối cảnh mà tình trạng ấm lên toàn cầu đang đe dọa sự sống của ngành công nghiệp này. Và đây cũng là phần tin cuối trong bản tin thời sự đầu giờ của truyền hình Thông tấn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cà phê Robusta có hàm lượng caffeine cao nhưng lại không được đánh giá cao do có hương vị kém hơn các loại cà phê khác. Để góp phần thay đổi cái nhìn của người tiêu dùng với cà phê Robusta, một nhóm nông dân Việt Nam đang nỗ lực cải thiện hương vị của loại cà phê này. Robusta nó rất là phù hợp đối với cà phê phin và espresso. Hầu như mọi người cũng, cái lượng uống phin và espresso nó cũng nhiều. Nên là nếu mà Robusta mình làm tốt trong cái vấn đề làm pha rô, thì đối với pha rô thì uống nó cũng sẽ ngon, không kém Arabica. Biến đổi khí hậu là mối quan tâm lớn nhất đối với ngành công nghiệp cà phê toàn cầu nói chung và cà phê Arabica nói riêng. Cà phê Arabica chiếm khoảng 60% sản lượng cà phê của thế giới, có nguồn gốc ở vùng cao nguyên Ethiopia và Nam Sudan, nhiệt độ trồng trung bình hàng năm khoảng 19 độ. Trong khi đó, Robusta có thể chịu được nhiệt độ lên tới khoảng 23 độ C, khiến nó trở thành lựa chọn thay thế tiềm năng. Gần đây, khoảng gần một năm trở lại đây thì ở thế giới cũng rất là nhiều nước họ tìm đến pha Robusta rất là nhiều, và cái sự quan tâm của họ cũng đang dần mở rộng. Cái việc mà Việt Nam mình mở rộng bán pha Robusta là nó đang theo chiều hướng cực kỳ tốt. Để làm được điều đó, nâng cao chất lượng và hương vị hạt cà phê Robusta là điều vô cùng quan trọng. Cần phát triển cái vị tốt lên, giảm cái vị xấu xuống thì có phương pháp đó, thì mình cứ phát triển lên thì mình uống, mình làm được một mẻ, mình lấy cái hương vị nó khác biệt hoàn toàn. Ủa sao Robusta sao hương vị giống như trái cây? Có khi mà ra sầu riêng cũng có khi ra mít cũng có, hương vị cá cũng có, mà ai uống cũng khen ngon. Robusta lần đầu tiên được người Pháp đưa đến Việt Nam vào cuối thế kỷ 19. Năm 2022, Việt Nam đã xuất khẩu 1,8 triệu tấn hạt cà phê, là quốc gia sản xuất Robusta lớn nhất thế giới và là nước sản xuất cà phê lớn thứ 2 trên thế giới, chỉ sau Brazil.